Nhiều người hỏi tôi là thành công có cần phải đi nhậu không? Có phải đấy là cái văn hóa giao tiếp của chúng ta đúng không? Tôi bảo tôi không có biết nhậu, cho nên là ai rủ tôi làm ăn mà rủ đi nhậu là tôi từ chối. Không cần, không nhất thiết phải nhậu nhẹt, mình không thích thì thôi. Bởi vì kiếm tiền nó đơn giản lắm, có hàng hóa đi bán là ra tiền.